Thầy chào các em. Hôm nay thầy sẽ dạy bài thì số 8, đó là phép chia các phân thức đại số. Như các em đã biết, phép chia hai phân số. Bây giờ phép chia các phân thức có giống như phép chia phân số không? Thì thầy trả lời với các em là phép chia các phân thức hoàn toàn giống như phép chia các phân số. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ ôn lại phép chia các phân số để sau đó chúng ta học bài mới, đó là phép chia các phân thức. Như vậy thì dựa trên những kết quả các em đã biết thì rõ ràng việc tiếp thu bài mới nó dễ dàng hơn. Trước hết là nói về số nghịch đảo của một phân số. Hai số là nghịch đảo của nhau nếu tích của chúng bằng 1. Bây giờ thầy lấy một ví dụ. Số âm 3/4 và âm 4/3 là hai phân số nghịch đảo của nhau. Vì âm 3/4 nhân với âm 4/3 thì các em biết nó sẽ bằng 1. Như vậy thì rõ ràng rằng là hai phân số nghịch đảo của nhau thì thứ nhất là chúng phải cùng dấu, thứ hai là tử của phân số này là mẫu của phân số kia, và mẫu của phân số này là tử của phân số kia. Thì tương tự như vậy, hai phân thức là nghịch đảo của nhau nếu tích của chúng cũng bằng 1. Bây giờ thầy cho phân thức A trên B với điều kiện là phân thức A trên B này phải khác không? Thì phân thức nghịch đảo của phân thức này là phân thức nào? Đó chính là phân thức B trên A. Có phân thức nghịch đảo là B chia A. Thế bây giờ các em nhớ là điều kiện để phân thức A trên B là có phân thức nghịch đảo, thì nhớ cái điều kiện đó là phân thức A trên B này nó phải khác không, tức là tử thức A phải khác không. Thì khi tử thức A khác không thì phân thức B trên A mới xác định. Đây là điều các em cần phải chú ý. Vì A trên B nhân với B trên A sẽ bằng 1. Rõ ràng hai phân thức nghịch đảo của nhau nếu tích của chúng bằng 1, nhưng mà kèm theo điều kiện. Còn phân số thì hai phân số là nghịch đảo của nhau nếu tích của chúng bằng 1. Đây là hai cái điều hơi khác một tí, các em cần phải chú ý. Số 0 không có phân thức nghịch đảo nghe các em. Thì bây giờ trên cơ sở số nghịch đảo thì người ta lại đi xác định một cái phép toán, đó là phép chia phân số. Phép chia hai phân số A chia B chia cho C chia D thì bằng phép chia hai phân số được xác định
là lấy phân số thứ nhất nhân với phân số nghịch đảo của phân số thứ hai, tức là A trên B nhân với phân số nghịch đảo của phân số C trên D là phân số D trên C. Thực hiện phép nhân hai phân số thì các em cũng đã biết rồi, chúng ta nhân tử với tử, mẫu với mẫu, tức là tử số sẽ bằng A nhân với D, mẫu số bằng B nhân với C. Các em lưu ý cho thầy thêm một điều này nữa, đó là một số nguyên A chia cho phân số C chia D thì nó sẽ bằng số nguyên A này nhân với phân số nghịch đảo của phân số C trên D là phân số D trên C. Kết quả bằng A nhân D chia C. Như vậy, trong phép chia này các em chú ý là nếu số nguyên A mà chia cho một phân số C trên D thì các em xác định một phân số có tử là bằng A nhân D, còn mẫu là C. Thêm một cái điều chú ý nữa, đó là phân số A chia cho B mà bây giờ chia cho một số nguyên C thì theo phép toán chia hai phân số, ta sẽ có A chia cho B chia cho C chia cho 1, vì C là có mẫu là 1, nó sẽ bằng A trên B nhân với 1 trên C. Kết quả bằng A chia cho B nhân C. Như vậy là các em chú ý này, nếu lấy một phân số chúng ta chia cho một số nguyên khác không thì kết quả mình được một phân số tử là bằng tử của phân số bị chia, còn mẫu là tích của mẫu phân số bị chia với số C. Đây là những phép toán về phép chia phân số mà các em lưu ý. Nếu nói về điều kiện thì phân số C trên D này phải khác không? Bởi vì một phép chia được xác định khi số chia phải khác không. Phân số C trên D ở công thức thứ hai này thì C trên D cũng khác không. Ở công thức thứ ba này thì số nguyên C phải khác không. Như vậy là các em thấy này, từ số nghịch đảo người ta xây dựng phép chia hai phân số chuyển qua phép nhân, mà điều này chúng ta đã biết rồi. Thế thì ở phân thức cũng vậy, từ hai phân thức gọi là nghịch đảo của nhau thì người ta sẽ xây dựng cho các em một phép chia các phân thức cũng hoàn toàn tương tự như phép chia các phân số bên này. Tính chất tương tự như sau: phân thức A chia B chia cho phân thức C trên D với điều kiện là phân thức C trên D này khác không thì nó bằng phân thức A trên B nhân với phân thức nghịch đảo của phân thức C trên D, nghĩa là nhân với phân thức D trên C, và kết quả bằng A nhân D trên D nhân C với điều kiện phân thức C trên D phải khác không. Như vậy, phép chia hai phân thức
được chuyển qua phép nhân hai phân thức, điều đó quá dễ. Lý do là chúng ta đã học phép chia phân số thành thạo và làm rất nhiều bài tập. Do đó, cái phép toán này hiểu tương tự thì chúng ta rất dễ hiểu. Nhưng mà các em chú ý cho thầy, khi chia một phân thức cho một phân thức thì phân thức C trên D này này là phải khác không? Nghĩa là tự thức C phải khác không? Và D này cũng phải khác không? D khác không để xác định, C khác không để phân thức khác không? Thì tương tự như vậy thì chúng ta cũng có một cái phép tính tiếp theo, đó là phân thức A mà chia cho phân thức B chia cho C. Thì kết quả kém hiểu như phép chia phân số thì nó sẽ bằng A nhân C chia cho B. Trong đó điều kiện là phân thức B trên C phải khác không? Tương tự như vậy chúng ta cũng có một cái công thức tiếp là phân thức A chia B. Mà chia cho một cái đa thức C. Để chia một đa thức C. Đa thức là một trường hợp đặc biệt của phân thức là có mẫu bằng 1. Thì nó sẽ bằng A chia cho B nhân với C với điều kiện C phải khác không. Như vậy thì các em thấy rằng là phép chia các phân thức và phép chia các phân số nó tương tự như nhau về phép toán. Như vậy là các em đã học xong tất cả các phép toán về phân thức, đó là cộng trừ nhân chia các phân thức. Thì bây giờ vấn đề đặt ra là trong một phép toán, nếu trong một phép toán cộng trừ nhân chia các phân thức thì các em ưu tiên làm nhân chia trước cộng trừ sau. Và nếu một phép toán chỉ có cộng trừ không có nhân chia thì các em thực hiện phép toán đó từ trái sang phải. Và nếu có một phép toán cộng trừ nhân chia và có các ngoặc nhọn, ngoặc vuông, ngoặc đơn ở trong bài toán đó thì các em ưu tiên làm các phép toán trong ngoặc đơn, rồi đến trong ngoặc vuông, rồi đến trong ngoặc nhọn, rồi đến phép nhân, phép chia, sau đó mới đến cộng trừ. Đây là những cái điều hoàn toàn tương tự như ở các phép toán trên các phân số. Bây giờ thầy lưu ý cho các em hai điều thôi để các em làm bài tập. Đó là các phép toán chỉ có cộng trừ, chỉ có cộng này, phép toán cộng này, phép toán trừ này, thầy viết tắt như vậy, thì các em sẽ làm từ trái sang phải. Bây giờ nếu các phép toán vừa có cộng trừ nhân chia thì các em ưu tiên làm nhân chia trước cộng trừ sau. Ý thứ hai là các phép toán có các phép toán như sau này: phép toán cộng này, phép toán trừ này, phép toán nhân này và phép toán chia. Thì cái tắt thì ưu tiên làm phép tính nhân chia trước cộng trừ sau.
nó hoàn toàn tương tự giống như bên phân số thôi các em. Cho nên thầy chỉ nhắc lại để lỡ các em làm các em biết. Bây giờ thầy sẽ thể hiện tất cả những cái phần lý thuyết này ở trong hai cái ví dụ sau đây. Cái ví dụ thứ nhất là chúng ta thực hiện một phép chia là x bình phương trừ 1 trên 2x bình phương chia cho x cộng 1 trên x bình phương. Bây giờ thầy viết lại đây. X bình phương trừ 1 chia cho 2x bình phương và chia cho x cộng 1 trên x bình phương thì nó sẽ bằng phân thức thứ nhất chia cho phân thức thứ hai. Thì các em lấy phân thức thứ nhất nhân với phân thức nghịch đảo của phân thức thứ hai. Mà cách viết phân thức nghịch đảo thì các em hiểu nôm na như sau: đổi tử thức cho mẫu thức và nhớ giữ nguyên dấu của phân thức đó, bằng x bình phương trừ 1 chia cho 2x bình phương nhân với phân thức nghịch đảo, mẫu là x bình phương thì viết lại tử này, mà từ x cộng 1 thì viết xuống mẫu. Như vậy là sao? Bây giờ chúng ta thực hiện phép nhân hai phân thức thì chúng ta nhân tử với tử, mẫu với mẫu, bằng x bình phương trừ 1 nhân x bình phương chia cho 2x bình phương nhân với x cộng 1. Nó sẽ bằng, bây giờ chúng ta rút gọn thì các em để ý là x bình phương trừ 1 thì bằng x trừ 1 nhân x cộng 1. Nó bằng x trừ 1 nhân với x cộng 1 nhân với x bình phương trên 2x bình phương nhân với x cộng 1. Các em sẽ thấy rút gọn x cộng 1 ở tử cho x cộng 1 ở mẫu, rút gọn x bình phương ở tử cho x bình phương ở mẫu. Như vậy ta được một phân thức, đó là x trừ 1 chia 2. Như vậy các em thấy phép toán chia hoàn toàn rất đơn giản, nó chuyển qua phép phân nhân. Và cuối cùng chúng ta ghi lại đáp số. X trừ 1 chia 2. Bây giờ thì qua ví dụ 2. Ví dụ 2 thực hiện phép tính 1 trên x cộng 1 trên x chia 1 trên x cộng với 1 trên x bình nhân với x trên 2. Như vậy các em thấy là trong cái phép tính này vừa có cộng trừ nhân chia thì chúng ta ưu tiên nhân chia trước cộng trừ sau. Thế thì nhìn vào cái bài này ta ưu tiên phép gì trước? Phép này này và phép này. Phép chia và phép nhân chúng ta làm trước để cộng trừ làm sau. Bây giờ thì viết lại đề. Ta có 1 trên x cộng với 1 trên x chia cho 1 trên x cộng với 1 trên x bình phương nhân với x trên 2 thì nó bằng 1 trên x mà chia cho 1 trên x thì bằng 1, đúng không nào? Như vậy là được này. 1 trên x cộng với 1, đây là số 1. 1 trên x cộng với 1 cộng với, thực hiện phép nhân này là chúng ta rút gọn x ở tử cho x ở mẫu thì kết quả nó sẽ bằng là 1 trên 2x bằng, như vậy là mẫu chung ở đây là 2x thì nhân tử phụ của phân thức thứ nhất là 2, chúng ta nhân tử với 2 bằng 2 chia cho 2x 1, có nhân tử phụ là 2x bởi vì 1 thì bằng 1 chia 1. Như vậy là 1 này chúng ta nhân với 2x cộng với 2x chia cho 2x
cộng với 1 trên 2x. Đây là thầy phân tích từ từ để các em thấy. Như vậy cuối cùng chúng ta được tổng 3 phân thức có cùng mẫu thì chúng ta cộng tử với nhau và giữ nguyên mẫu. Như vậy là bằng 2 cộng 2x cộng với 1 chia cho 2x và bằng 2x cộng với 3 chia 2x. Như vậy là chúng ta giải xong bài ở ví dụ 2. Chúng ta ghi lại đáp số. Hai x cộng với 3 chia cho 2x. Chúng ta kết thúc lời giải. Như vậy thì bài số 8 chúng ta học phép chia các phân thức đại số cũng rất đơn giản, đó là chuyển từ phép chia qua phép nhân các phân thức. Đó là lấy phân thức đầu tiên, chúng ta nhân với phân thức nghịch đảo của phân thức thứ hai. Và phép chia các phân thức đại số hiểu tương tự như phép chia các phân số. Về nhà các em làm bài tập để hôm sau thầy sửa bài tập chúng ta theo dõi thuận lợi hơn. Cuối cùng thầy cảm ơn các em đã theo dõi video này. Chào tạm biệt các em.